Rất nhiều linh kiện em nâng cấp cho khách hàng để nắp vào loa nằm các bác ạ. Đây hôm nay em có 3 mẫu bát 2 năm để nắp vào loa nằm luôn. Thì các bác cùng tham khảo. Đầu tiên là đôi bát 2 năm toàn giải, là đôi này thì tăng lời trợ lời cho các bác nào có những cái đôi loa mà đang muốn ở nhà cả gian nhà mình bị tối tiếng mà có một đôi loa vỏ loa để không, thì các bác thay cái đôi loa toàn giải. Còn bình thường nhà mình có một hai đôi để mà nghe nhạc hoặc hát karaoke thì các bác, hoặc loa cây thì các bác sử dụng là bát 25 BMB từ kép 2500 là côn 51. Còn kia là bát 25 Martin từ 107 côn 63. Từ rất to luôn nha. Rất nhiều khách chốt các cái mẫu như thế này. Trông nó oánh rất sâu và mềm, cái từ của nó to nên nó oánh lực tiếng lắm các bác nhá. Và tép giấy và phân tần để nắp vào loa nằm đây. Đầu tiên này em cho các bác trải nghiệm đôi phân tần. Các bác cứ mở các cái đôi loa nằm của nhà mình ra, nó chỉ có đúng một con tụ một con trở thôi, gọi là để chống cháy, làm đơn giản giá rẻ cho anh em mua thôi, nó sẽ không bao giờ được hay. Còn các bác bỏ tiền ra thật sự để mua được một đôi phân tần hay thì các bác chốt mã cho em con này là phân tần KTV 211, một bát hai tép giấy hoặc một bát bốn tép giấy thì mày chơi con phân tần này. T1 T2 là tép, V kép là bát, I là đường vào, KTV nhá. Còn cái tép giấy đây, tép này là tép giấy 24 bằng nhau. Đấy, người ta cái loại này người ta gọi là tép cờ giấy này, tép kèn này, tép đĩa này, tép đôm này, có nhiều các cái loại tép. Nhưng mà cái loại này chuyên nắp quyền loa nằm thì nó sẽ là tép giấy anh em nhé. Tép giấy BB mặt của nó là 10 phân, một bát hai chiếc giấy cho các dòng loa nằm, loa cây. Đấy. Loa cái lắp một bát hai tép thì nó là loa nằm rồi anh em nhé. Còn đây là bát 25 từ kép 2500 là BMB. Loại này thì nó đơn giản bình thường thôi, loại này em chỉ nhập về để cho anh em là thay thế dựng thùng loa. Từ của nó là 126 côn 51. Bát của nó rất là đẹp, bích 7 màu. Côn của nó 51. Và màng của nó là màng giấy và đánh dâu tay thỏ, bát BMB, gân mút xốp. Đấy. Đây là tép giấy này. Đây là phân tần này. Thì các bác đánh âm ly yếu thì các bác đánh các cái dòng côn 51 từ 126 này thôi. Còn các bác mà đánh khỏe hơn thì các bác lại đánh con này. Con này là bát 25 Martin từ 170 và côn 63. Đấy. Gân của nó cũng gân mút nhưng từ của nó rất là to. Cái con từ này là từ gọi là từ cộng hưởng thôi nhá. Còn con từ chính của nó là từ 126 thôi. Anh em lưu ý. Từ của con này từ đơn từ 170 côn 63. Nó bằng công suất so với các cái dòng bát full của gân vải. Bằng công suất luôn. Thì anh em thích cái dòng côn 51 hay là côn 63. Trong hai cái dòng bát này thì anh em tham khảo kỹ. Với các bộ dàn âm thanh loa cây hoặc loa lằm thì các bác cứ đánh cho em các cái dòng gân mút này rất là hay này. Đấy. Cái bát 25 gân mút này chỉ có giá 750 một cặp thôi. Còn cái bát này của nó này là 1,1 triệu một đôi này, gân mút 25 Martin này. Còn nguyên cả cái combo này thì em giao cho khách hàng là hai đôi tép, một đôi bát, một đôi phân tần để thay vào loa nằm là 1,650 triệu. Là cái combo loa Martin này này. Còn đôi cái bát này thì rẻ hơn. Đấy. Còn đây, đây là bát 25 toàn giải. Đối với những cái thùng loa nằm, ví dụ mình tăng lời trợ lời trong các bộ dàn karaoke thì mình có thể lấy cái loa mà nó có lón như cái phễu này thì nó sẽ là trợ lời, nhưng loa này chỉ là lời thôi. Còn loa này anh em mà bảo là nghe nhạc sàn giống con kia thì không bao giờ hay. Nó chỉ là trợ lời thôi. Lời rất là sáng luôn, các bác alo vào rất là sáng. Từ 126 côn 51. Đánh trực tiếp từ đẩy vào đây. Không phải cần phải qua phân tần gì cả. Cũng không cần chung, không cần chép. Nhưng mà mình nắp vào thay thế vào các cái lòng loa lằm hay loa cây ấy mà nó có chung có chép rồi thì cứ để nguyên cái chung cái chép đấy. Mình chỉ giật cái bát cũ này ra và để cái bát mới này vào và không cần phải qua phân tần đâu. Đánh trực tiếp vào cái cầu loa này luôn. Nó ra ba giải rất hay luôn anh em nhá. Đây là dòng loa toàn giải ạ. Và dòng này có giá 800.000 một đôi. Anh em quan tâm đến các dòng bát 25 để thay thế sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Giá rẻ, chất âm rất tốt luôn và toàn hàng đẹp. Anh em hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng nhé.